chào quý anh chị em, mình đã quay trở lại với kênh Tân Quốc Tuấn Đầu Tư. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho quý anh chị em mình về xe đầu công nghệ Mark 4 mới về nha quý anh chị. Xe này được nhập khẩu từ nhà máy Hoàng Huy International, bên Dương phân phối lại nha quý anh chị. Xe này là có năm sản xuất của nó là 2018 và model của nó là 2019 nhé. Thì em sẽ cùng quý anh chị em mình để xem qua cái xe model mới bây giờ sẽ khác với những cái xe trước đây Dương nhập như thế nào ha. Với cái dòng Mark 4 của International này thì quý anh chị em có thể thấy về cái thiết kế bên ngoài ha, thì nó cũng giống như trước đây, nó sẽ không có thay đổi nhiều. Tuy nhiên giống như là đợt này về thì xe nó rất là liền lạc và rất là đẹp nha quý anh chị. Nó sẽ không còn như trước đây là như cái phần nhìn quan giống như là cái phần ghép nước hay bị nó không được đẹp như bây giờ ha. Cả cái mặt ga lăng đằng trước này quý anh chị thì giống như được mạ chrome này và rất là sáng bóng như xe mới luôn. Nó không hề có bị tróc hay là bị một cái vết bị tróc nào ha. Cái phần cabin thì giống như Sơn nói nãy thì nó là cabin hai dàn nốt cao ở cái xe Sơn đang giới thiệu cho quý anh chị, và nó có màu trắng ha. Đèn thì cũng có thay đổi nha quý anh chị. Cái đèn này thì cái cụm đèn này so với trước đây là cũng có thay đổi rất là nhiều ha. Đó, cái này là một cái sự cải tiến trong cái xe của Mark 4 mới hiện tại. Với những cái gương cũng vậy. Về cái gương này này thì quý anh chị em mình thấy trước đây thì nó sẽ hai cái càng nó ra và cái phần này nó rất là nhỏ ha, nó nhỏ tầm vậy thôi, còn bây giờ thì nó là được ốp cả gương luôn ha quý anh chị. Phần sau này cũng vậy ha, gương này thì trước đây thì nó cũng có cái càng ra vậy thôi và hai cái này lên là mình thấy rõ, còn bây giờ thì sẽ thấy là cái phần này ốp và cái phần này cũng ốp luôn này rồi quý anh chị. Ốp mạ chrome inox rất là đẹp luôn ha. Đó, xe này thì có hiện tại bây giờ đang về hai dòng máy nha quý anh chị, một dòng của Cummins X15 và một cái dòng A26. Thì em Sơn đang đứng ở đây là cái xe đang giới thiệu đây là xe A26 nhé. Cái máy với cái máy A26 thì nó sẽ được cải tiến về cái nhiên liệu tốt hơn trước đây. Thì xíu nữa em Sơn sẽ mở máy cho quý anh chị em và Sơn sẽ nói cho quý anh chị em về cái máy ha. Bây giờ mình sẽ tổng thể về cái body của cái xe hai dàn nốt cao này. Thì với cái chiều cao và chiều dài thì cũng giống trước đây quý anh chị, chưa có thay đổi về kích thước và thông số kỹ thuật. Chỉ về cái ngoại quan thì nhìn nó sẽ có thể là về cái chất liệu thép có thể là thay đổi á. Chất liệu thép thì nó được sử dụng với cái thép nung chảy ở cái nhiệt độ cao hơn và làm cho cái xe mình bền bỉ và nó sẽ nhẹ hơn đấy quý anh chị. Rồi, ở đây có cái phần chassis này. Trước đây thì nhà máy nhập về quý anh chị, thì ví dụ như là một cái lô xe thì trong một ngàn xe chẳng hạn thì nó sẽ có xe này xe kia, chứ không thể nào mà nó sẽ 100 xe được đẹp và 1000 xe đều đẹp nhé quý anh chị. Thì giống cái xe em Sơn đang về đây thì nó rất là liền lạc về chassis ha. Đó, cầu rồi chassis rồi mọi thứ mâm đĩa thì rất là đẹp luôn, nó không có bị sét như trước đây là mình về phải là phụ sét lại rất là mệt mỏi ha. Lốp thì hầu như là mới hết nha quý anh chị, mới hoàn toàn luôn. Và mâm thì là 10 mâm nhôm, không có mâm sắt nhé, mâm nhôm hoàn toàn luôn. Đó, thì bây giờ mình sẽ cùng em Sơn đi lên phía phần trên nội thất để xem cái nội thất nó có gì cải tiến không nhé. Về cái bước lên xuống hay là bên ngoài thì cũng thấy là cũng không cải tiến đó quý anh chị, thì mình sẽ vào bên trong nội thất xem như thế nào ha. Xe em Sơn đang giới thiệu đây là xe hai giường nốt cao nha quý anh chị. Đây là xe hai giường nốt cao. Và bây giờ Sơn đang ngồi đây, Sơn đang ngồi tại vì cái chân Sơn nó hơi thấp mà Sơn cũng không có hạ ghế để cho quý anh chị em mình thấy. Ghế thì cũng ghế hơi như trước đây ha, ghế tài hơi là ghế phụ ghế hơi luôn nhé. Ở trong nội thất thì nó nhìn tổng quan cái cabin cũng cao cũng rộng như bình thường, và màu sắc thì cũng Sơn cũng thấy không có sự thay đổi về thiết kế nhé. Đèn thì cũng như vậy luôn, không có thay đổi. Riêng với cái xe hiện tại đang về thì là nó khác một cái trước đây là nó lại là xe số tự động nha quý anh chị. Trước đây là số sàn và bây giờ là xe số tự động ha. Tuy nhiên là ở Việt Nam mình với cái dòng xe đầu công nghệ mà dòng xe của Cắt Ca thì á, thì là đã về trước đây là số tự động từ năm 2019, là Sơn thấy về đời 2016 17 là đã có số tự động rồi.
Riêng với dòng Mark 4 thì bây giờ mới về số tự động nha quý anh chị. Năm 2023 mới về được số tự động. Thì trên thị trường Việt Nam mình đã chạy số tự động của khách kia đi rồi. Còn riêng Mark 4 thì chưa ha. Thì bây giờ em Sơn sẽ nổ máy lên cho quý anh chị em cùng xem qua nhé. Để em Sơn mắc cái mic qua đây tí. Riêng với số tự động thì mình sẽ nổ máy bình thường thôi quý anh chị. Đó mình bật số bình thường. Rồi Sơn đang ngồi nó hỏng chân luôn. Cái chân thấp quá hỏng chân, nhưng mà cái máy này thì mình chỉ đề cơ cấu của cái số tự động thì khi mình khởi hành máy, và mình sẽ nhấn ga thì nó chạy luôn quý anh chị, nó giống như là xe của xe hơi của mình bình thường ha. Và với cái vô lăng thì Sơn thấy là nó cũng như trước đây, không có gì thay đổi nha quý anh chị. Ngay cả cái logo của International thì cũng là từ nào giờ vậy ha, không có thay đổi. Và những cái nút nút set ở trên này cũng không thay đổi gì luôn. Vậy thì quý anh chị em mình sẽ thấy nếu mà số bán tự động thì sẽ khác nhau cái gì. Thì bây giờ em Sơn sẽ quay cho quý anh chị em mình để hướng dẫn một tí xíu, sơ sơ một tí xíu là theo cái biết của Sơn nhé. Đây là Sơn cầm cái máy luôn nha quý anh chị. Đâu rồi nha, nó nằm ở dưới cái cần này cho nên cũng khó. Để Sơn xoay cái này qua, Sơn xoay cái này qua một tí ha. Thì ở trên cái cần này là quý anh chị, nó sẽ có là L, D, N và R ở dưới này quý anh chị ha. Rồi đây đây, chắc nhờ anh Hiếu cầm giùm em cái này cái. Rồi với cái nút D này thì là nút Drive, là nút tiến bình thường nha quý anh chị. Nút tiến giống như xe hơi vậy đó, nó sẽ là cái nút để mình tiến tới ha. Và nút N, nút Mo nha quý anh chị, là mình sẽ dừng đổ ở cái nút N này. Và R là cũng nút lùi giống như là như cái xe hơi của mình đó. Riêng về cái nút L ấy, quý anh chị, là nút lâu á, nó sẽ là chế độ chạy chậm và hỗ trợ khi mình đổ giấc rất là tốt ha. Đây là mình sẽ có bốn cái nút này để sử dụng cho cái số tự động ha. Riêng bên này thì quý anh chị em mình sẽ thấy có một cái nút M này này. Cái nút M này thì là nó là manual nha quý anh chị. Thì nó giống như là khi mình nhấn nút cái nút này thì nó sẽ về chế độ của Shift Mode. Thì cái nó sẽ cho phép chạy ở tốc độ thấp á, thì rất có ích trong cái tình trạng mà mình bị kẹt xe, thì nó giúp cho cái hộp số của mình không bị quá tải hen. Rồi bây giờ em Sơn sẽ nhìn thấy đây, ở đây là có nút cộng trừ luôn này. Nút cộng trừ này thì nói là lên hoặc hạ cần số khi cần thiết ha. Đó, thì để mà bây giờ đó là cái số tự động nhá. Còn bây giờ là để mà vô đèo dốc, có một số anh quý anh chị em mình cũng thắc mắc với Sơn rất là nhiều là bây giờ là số tự động thì vào đèo dốc hay là những cung đường khó thì nó sẽ như thế nào. Thì ở phía trong này là quý anh chị, đó đi vô trong này này, đó là nó sẽ có số này. Đây là phần off này, 1 2 3. Đây lại Sơn đây đây, off 1 2 3. Thì đây là khi mà mình sử dụng những cái đá đèn đó quý anh chị, giống như mình đá đèn á, thì khi mình vào đây cái phần vô lăng này chưa có lau này, hơi dơ này. Khi mình đá đèn đó quý anh chị thì mình vào đèo dốc mình giống cái dạng mà vào số 1, số 2, số 3 thì để cho mình vào số nhá, để cho mình đi vô những cái cung đường khó khăn hơn, hiểm trở hơn, hoặc là mình chạy tải nặng hơn, hoặc là mình lên đèo dốc thì sử dụng ha. Mình đá một cái vào, đá lên vậy đó quý anh chị, thì nó sẽ vào 1 2 3 ha. Đó, Sương hướng nói sơ về cái cần số ở trên này cho quý anh chị em mình thấy, là để biết được là cái số tự động là nó có cả bán tự động ha, tức là vừa sử dụng được cả chạy đường trường, tức là khi mình chạy đường trường thì mình sử dụng giống như là một chiếc xe hơi chạy rất là êm hái bình thường, rất là nhẹ nhàng ha. Khi mà vào số, muốn vào đèo dốc thì là sử dụng số bán tự động bình thường. Bây giờ là Sơn sẽ quay cho cả nhà mình thấy cái cabin đó. Cái cabin thì nó rất là cao, để Sơn sẽ đi xuống dưới cái phần giường cho cả nhà mình thấy nhé. Đó, cái cabin nó rất là cao luôn, giống như những cái xe bình thường. Riêng cái phần giường này quý anh chị thì Sơn có thấy là nó sẽ khác trước đây một tí. Để em Sơn bật mấy cái đèn lên nhé. Thì nó khác trước đây một tí xíu là quý anh chị, là cái giường Sơn thấy hình như nó rộng hơn á. Cái giường rộng hơn, riêng cái nệm này nè, cái nệm này nó êm quá trời luôn, êm ái lắm. Và cái nệm này là nệm đi theo xe từ bên Mỹ về luôn nhé. Nó cũng rất là chất lượng. Riêng cái tầng 2 của cái giường thì hầu như Sơn thấy từ đợt nào giờ ít khi, hiếm khi mà có được cái nệm ở trên cái giường thứ hai này lắm. Cho nên khi mà thường thường bên Sơn bán thì bên Sơn sẽ may thêm một cái nệm cho khách hàng, để khách hàng có thể là đi gia đình hay gì đó thì mình sẽ có thêm một cái giường ở trên ha. Tủ thì xe này thì không có tủ lạnh, thì nó sẽ có những cái tủ đựng đồ thôi nha quý anh chị. Đây, những cái tủ khoang tủ đựng đồ
rất là rộng rãi luôn ha. Đó, bên này mình có thể để chăn ga, mền gối hay tất cả những cái cần đồ dùng cần thiết đều được hết. Tức là nó giống như một cái xe cá nhân cho viên trẻ em mình có thể đi xa, đi cửa khẩu các thứ ha. Đây là đi xe đường dài. Đó. Dưới này cũng là tủ luôn ha quý anh chị. Thì hình dung về cái nội thất thì ngoài cái những cái tính năng ở trên cái vô lăng và một cái số tính năng bên này thì Sơn thấy là dùng cái phần dừng đổ hay là phần trailer thì nó cũng giống trước đây này mọi người. Đó. Thì không nhớ là Sơn cũng không nhớ được tại vì do là trước đây lúc mà thời điểm mà Sơn bán xe đầu cứu Mỹ trước đây thì nó tầm 2019-18 gì đó thì giờ cũng cả bạn đi mấy năm rồi Sơn không bán đầu kéo Mỹ cả nhà. Thì Sơn cũng quên hết khi đời cũ nó có cái sự thay đổi gì chi tiết rồi. Nó chỉ là những cái mà lớn hơn, có thể là nhìn bằng mắt thường thấy hoặc là qua thông số kỹ thuật thì Sơn sẽ nhìn thấy được cái lớn hơn. Thì bây giờ Sơn sẽ cùng quý anh chị em mình xuống để dỡ cái máy lên cho cả nhà mình xem cái máy động cơ A26 nó khác như thế nào đối với những cái động cơ trước đây nhé. Em sơ quay cho quý anh chị em mình thấy cái label ở trên cái label ở trên cái thân của cánh cửa nhé. Bên này và bên này ha. Ở đây là có một cái label này, mình có thể nhìn ở đây là thấy được số VIN nha quý anh chị. Số VIN và đời năm sản xuất ở đây luôn ha. Thì đây ở giống như đây này, đâu rồi khi Sơn không nhìn thấy là đây giống như là đây là có chữ Mexico này quý anh chị, tức là xe này xe Mỹ ở bang Mexico nhé quý anh chị nhé. Và cái ngày của năm, cái date của nó là sản xuất năm tháng 2 năm 2018 này đó. Thì có một số anh quý anh chị em mình lần rồi á thì ở đây này nó cũng thể hiện thông số mọi thứ luôn ha. Và cái số VIN này nó cũng số VIN này quý anh chị thì nhiều lúc mình không cần đời mình nhìn số VIN thì mình cũng sẽ nhận ra được nó là cái đời bao nhiêu luôn ha. Đây bây giờ là đây là cái máy A26 nãy Sơn mà ở trên cái cabin á, thì khi mà mở cái máy A26 á thì như quý anh chị em mình cũng thấy rồi, cái máy nó sẽ rất là êm so với trước đây, là nó sẽ không bị rung quá là nhiều, nó không có rung như là hồi trước mà Sơn ngồi trên cái máy của A20 những cái máy Mark IV trước đây thì nó sẽ là rung rất là nhiều lắm ha. Thì bây giờ nó sẽ khác đi. Đây bây giờ là mời cameraman quay qua cái phần máy của A26 đó. Thì đối với cái động cơ này á cả nhà thì nó là các cái hộp số tự động á, thì nó bao gồm các tính năng động hóa của Eaton đó, thì nó như một cái bộ truyền đồng hợp ly điện tử vậy á. Cái bộ mà truyền đồng hợp ly hợp điện tử thì nó là ECA á quý anh chị. Đó, ECA. Cả nhà mình có thể nhìn xem qua cái máy nó rất đồ sộ ha. Thì nó liên quan đến điều khiển tối ưu của người lái, cho nên là những cái bác tài của mình mà lái với cái số tự động này thì nó sẽ rất là an toàn luôn nhé, không phải lo lắng ha. Riêng với cái động cơ A26 này thì theo những nghiên cứu của thực tế từ tại bên Mỹ, những cái bác tài mà đã chạy rồi á quý anh chị, thường mà bên Mỹ người ta sản xuất xe thì người ta sẽ làm thì bất cứ nước mình cũng vậy, hơi nước nào cũng vậy, khi sản xuất xe thì người ta sẽ lấy ý kiến từ các bác tài chạy nha quý anh chị. Thì ý kiến để người ta sẽ bổ sung hàng ngày và người ta sẽ thay đổi hàng ngày. Trước đây thì nó sẽ bị hay bị lỗi van ERG hay lỗi những cái phần động cơ rồi bị này bị kia, thì là bây giờ người ta đã lấy ý kiến và người ta đã khắc phục hoàn toàn những cái lỗi đó nha quý anh chị. Khắc phục hoàn toàn và để cho một cái xe mình chạy sẽ tiết kiệm nhiên liệu hơn và sẽ giúp cho các bác tài mình là ngồi cũng thoải mái hơn, chạy chân tay mình cũng sẽ thoải mái hơn như thế vậy. Và đặc biệt nữa là nó sẽ giúp cho tiết kiệm nhiên liệu, tăng cái độ bền của xe rất là nhiều ha. Thì đối với cái nghiên cứu của các nhà sản xuất ra thì đối với cái máy A26 này nó sẽ tiết kiệm hơn so với những cái dòng máy khác là 6% nhiên liệu, và tiết kiệm hơn so với cái máy N13 trước đây á. Mark IV N13 thì là tầm 4% nhiên liệu nha quý anh chị. Cho nên rất là yên tâm về cái tiết kiệm ha. Và một cái điều đặc biệt nữa là cái chất liệu của máy bây giờ nó cũng thay đổi hơn nhiều, nó nhẹ hơn nhiều, nó giúp cho cái động cơ nó nhẹ hơn và cái xe của mình nó nhẹ hơn nhé. Tuy nhiên thì cái này mà muốn biết được thì các bác tài có thể phải là cân trọng tải các thứ thì mới biết được ha. Bây giờ Sơn chỉ nói theo cái những cái thông số kỹ thuật của bên nhà máy cung cấp cho Sơn. Sơn rất mong quý anh chị em mình cần xe đời 2018-2019 máy A26 hoặc máy Cummins X15 thì cứ liên hệ với em Sơn qua số hotline 0931 674 675.
showroom của Sơn là ô tô Tân Quốc Tuấn hướng Sài Gòn xuống, qua được cầu Đồng Nai, qua trạm thu phí nằm bên trái, số 1132B, đường xa lộ Hà Nội, khu phố 10, phường An Bình, biên Hòa, Đồng Nai. Sơn xin chào mọi người và mong mọi người ủng hộ em Sơn nhé. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại.